Thì trước hết chúng ta phải có một cái phần tức là đọc dữ liệu cho sẵn. Cái quá trình này nó sẽ theo chúng ta trong suốt quá trình học môn thống kê. Thì chúng ta nhấn vào menu file để chọn lại thư mục làm việc. Bài học của chúng ta sẽ được ghi lại trực tiếp, do đó chúng ta không cần thiết phải là nhấn nút ghi ở trên điện thoại của mình làm cho tốc độ đường truyền của nó chậm đi làm gì cả. Thì có một vài bạn là đăng nhập xong là để máy đấy, xong là cứ đi đâu đấy không biết, lúc thầy giáo điểm danh không thấy là thầy giáo cho về, không tính được. Sáng nay có một lớp, hôm qua có một bạn, bạn ấy đăng nhập rất sớm, sau đó bạn đi đâu mất, nếu giáo điểm danh mấy lần không thấy gì cả, cho nghỉ luôn. Kiểu họ đăng nhập xong đi ra ngoài học, học cho mình, học thì cho thầy giáo mà phải làm kiểu đấy, đúng không nhỉ? Thì trước hết là chúng ta sẽ nhắc lại về cái kỹ thuật về đọc file dữ liệu cho sẵn như sau. Và ấn vào đi menu file, sau đó vào nút 3 chấm, chúng ta chọn lại thư mục làm ở trong ổ C và this PC, chọn ở ổ D ổ C. Xong vào bộ môn toán, xác suất thống kê, gửi lượng thực hành. Nhưng mà cái này xong vẫn chưa được đâu nhé, chúng ta còn phải ấn một nút more, xong là set as working directory, tức là chúng ta xong cái này thì nó mới được. Thế có một số bạn buổi đầu không đi học, không để ý và đến lúc về sau không biết lấy dữ liệu ở đâu ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ đọc các kiểu đọc dữ liệu. Đầu tiên là chúng ta sẽ đọc dữ liệu kiểu file. Chúng ta sẽ đọc file dữ liệu trước như sau. Chúng ta đọc file dữ liệu kiểu đầu tiên ấy, là kiểu RDA. Kiểu RDA thì ví dụ như ở trong bài này có file nào là RDA, chúng ta kéo chuột xuống vào bài tập 129, đây coi như là ví dụ 1 đi, thì chúng ta đọc ví dụ 1. Có thể gõ ở phía trên được, gõ ở trên một tí, ấn F5 được. Ví dụ một bằng cái lệnh mà cái file đấy là đuôi RDA, chúng ta dùng lệnh load. File trong nháy nháy, file này là bài tập 129 đúng không? 129.RDA. Rồi sau đó chúng ta ấn vào nút dần để làm sao. Rồi như vậy ở bên phải của chúng ta nó sẽ xuất hiện các biến này. Thì chúng ta có thể gõ visual1 nó chạy. Như vậy ở đây là nó có CP và DT. Thế bây giờ chúng ta gõ CP và DT. Rồi nhấn nút run tiếp nữa thì nó sẽ chạy cho chúng ta một loạt chi phí quảng cáo rồi doanh thu. Thì nếu như mình gõ cái chữ chi phí QC mà mình chạy
thì kết quả báo màu đỏ, không tìm thấy. Thế thì có hai cách xử lý. Cái cách thứ nhất là chúng ta sẽ gõ cái chữ đầy đủ tên của cái data frame là chi phí và chi phí và rồi sau đó gõ cái chữ dấu đô la đấy, chi phí quảng cáo tạo phát chạy là nó sẽ ra đấy. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta hòa nó vào hệ thống. Nhưng mà không phải cái hòa cái anh ví dụ một vào đâu, mà là hòa cái chi phí n, chi phí và dt, tức là attack cp và dt vào hệ thống. Đã hòa xong. Thế đến bây giờ mà chúng ta gọi là chi phí quảng cáo là nó sẽ chạy. Thế này gọi là nó sẽ ra. Vừa nãy gọi nó không ra đúng không? Nó báo tìm không tìm thấy. Hòa vào thì phải biết gỡ ra, gỡ đi. Gỡ đi thì lệnh tương tự là dùng lệnh detect. Gỡ này. Bây giờ gọi thử cái chi phí quảng cáo cho nó ra nhé. Không ra chưa? Nó gỡ ra khỏi giống gọi gì? Đúng không? Như vậy là trên đây chúng ta vừa học được xong được cái đoạn là gì? Gọi file RDA hòa vào hệ thống nhưng không phải hòa qua cái tên của nó đâu. Tiếp theo là đuôi CSV. Đuôi CSV. Ví dụ như bài này 105 chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ dùng lệnh sau, đây là visu2 bằng read.csv mà hoặc tên của nó ra là bài tập 105 CSV. Thông thường ấy, là nó có tiêu đề, tức là cái dòng trên cùng là cái dòng tên biến, cho nên chúng ta phải dùng thế này. Đã chạy. Thì bây giờ chúng ta gọi visu2 sao mà chạy. Ủa nhiều quá. Nhiều như này thì chúng ta có thể dùng từ name visu2 như vậy là nó có ba cái, một là nồng độ, hai là giới tính, ba là tuổi. Nồng độ, giới tính và tuổi, ba cái biến này chúng ta biết. Thì chúng ta có thể gọi cái chữ nồng độ mà chắc chắn là không ra đâu bởi vì ta chưa hòa vào hệ thống. Thì lại có hai cách giống như vừa đấy. Một là gọi là chắc chắn không ra, không tìm thấy, thấy không? Thấy không? Chúng ta hòa vào hệ thống, hòa cái visu2 vào hệ thống. Hòa rồi bây giờ gọi nồng độ là nó ra ngay, thấy không? Chưa gì nó hiện lên. Rồi đấy là đuôi CSV. Được chưa? Đuôi tiếp theo là đuôi TXT, hay là cái thứ hai, bây giờ là cái thứ ba, đuôi TXT. Quên, phải gỡ ngoài theo này. Detect. Đây. Ví dụ, tách ngoài hệ thống, tránh hậu quả. Chúng ta gỡ nó ra khỏi hệ thống. Bây giờ chúng ta sẽ làm ví dụ thứ ba, chúng ta đọc cái đuôi TXT, nghĩa là ví dụ 3 bằng đuôi TXT thì nó read table.
bộ đấy. Đấy. Tên nó ví dụ TNT nhé, xem có những file nào, bài 133 này không, bài tập 133 chấm TXT, tiêu đề cũng bằng chung chạy. Thế bây giờ mình kiểm tra xem là tên biến của nó là gì. Chiều cao cha, chiều cao con. Quy trình tiếp theo là làm tương tự như ở cái phần đuôi CMP. Đấy là kiểu đuôi tiếp theo, thứ ba. Kiểu đuôi thứ tư và thứ năm là đuôi XLS, XLSX, Excel. Thì chúng ta sẽ phải mở, nếu như máy tính của mình không vấn đề gì, nhưng máy tính ở trên trường là chủ chặt, chúng ta sẽ phải mở bằng bộ Office của chúng ta. Đấy. Sau đó chúng ta save it, lưu lại. Chúng ta đi đến thứ một này. Tên của nó là gì? Ví dụ như trong bài này thì file đấy nó tên là bê tông nữa. Bê tông XLS đây không? Chúng ta chuột phải, chúng ta open it, chúng ta mở ra bằng Excel. Mở ra Excel thì chúng ta save as, lưu lại file đuôi. Đuôi của nó là CSV, nhưng mà ở đây nó có rất nhiều thì chúng ta lưu cho đuôi là CSV MS đốt, MS đốt nhé, tránh tình trạng sau này cái tên biến nó có vấn đề. Thế sau đó là mở giống như ở trên, mở giống trên. Như vậy là trên đây chúng ta đã học xong được cái kỹ thuật đọc file dữ liệu.